Theo thống kê của trang qudodemester.info, tính đến ngày hôm nay ngày 19 tháng 9, toàn thế giới ghi nhận trên 222,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 4,6 triệu người không qua khỏi. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh này vẫn là Mỹ với số ca mắc COVID-19 vượt mốc 40 triệu ca và trên 660.000 ca đã tử vong. Trong khi đó tại Hàn Quốc, tỷ lệ người nhiễm các biến thể mới của SARS-CoV-2 cũng đã giảm dần ở những người cao tuổi nhưng lại có dấu hiệu tăng ở những người trong độ tuổi 30. Về vấn đề vaccine, chính phủ Australia đang trao đổi với các quốc gia khác trên thế giới vì loại vaccine ngừa COVID-19 được quốc tế công nhận để phục vụ cho kế hoạch sử dụng hộ chiếu vaccine, dự kiến áp dụng từ tháng 10 năm 2021. Trong khi Thái Lan đang lên kế hoạch tiêm chủng cho những người từ 12 đến 18 tuổi. Đây là những thông tin được chúng tôi tổng hợp trong cầm tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày hôm nay. Theo số liệu từ Đại học John Hopkins, Mỹ đã ghi nhận 40 triệu trường hợp mắc COVID-19 và trên 669.000 trường hợp tử vong. Đáng chú ý chỉ trong tháng 8 năm 2021, Mỹ ghi nhận 4 triệu ca nhiễm mới và trên 32.000 trường hợp tử vong. Sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm COVID-19 mới xuất phát chủ yếu do biến thể Delta có khả năng lây lan cao gây ra, nhanh chóng đảo ngược những tiến bộ mà Mỹ đạt được trong việc chống lại đại dịch vào mùa hè. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, tính đến thời điểm hiện tại thì Hàn Quốc đã ghi nhận gần 4.000 ca nhiễm các biến thể của virus SARS-CoV-2 sau khi được tiêm chủng đủ liều, chiếm tỷ lệ là 0,04%. Cụ thể, trong số hơn 9,35 triệu người đã tiêm đủ liều theo quy định của WHO, đã có 3.855 trường hợp nhiễm biến thể. Tỷ lệ nhiễm ở những người trong độ tuổi 30 là cao nhất với 0,092% và giảm dần ở những người cao tuổi. Australia đang lên kế hoạch sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 hay vẫn thường gọi là hộ chiếu vaccine bắt đầu từ tháng 10 tới và cùng với đó là việc triển khai kế hoạch thí điểm cách ly y tế tại nhà đối với những người nhập cảnh đã được tiêm chủng đủ hai liều vaccine. Trước đó, chính phủ Australia cho biết khi đạt tỷ lệ 80% người từ 16 tuổi trở lên được tiêm phòng đầy đủ hai mũi vaccine, nước này sẽ mở cửa biên giới quốc tế với các quốc gia có thỏa thuận đi lại, miễn kiểm dịch hay còn gọi là bong bóng đi lại, đồng thời người dân trong nước cũng sẽ được xuất cảnh để đi du lịch nước ngoài. Chính quyền vùng đô thị Bangkok, Thái Lan thông báo những học sinh thuộc nhóm dễ bị tổn thương trong độ tuổi từ 12 đến 18 tại 437 trường công lập của thủ đô có thể tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên từ ngày 21 tháng 9. Các học sinh sẽ được bác sĩ đánh giá và phải có chứng nhận về tình trạng khuyết tật, sức khỏe yếu hoặc bệnh mãn tính. Theo các chuyên gia y tế Thái Lan, thì nhóm dễ bị tổn thương được ưu tiên bao gồm trẻ em mắc bất kỳ một trong bảy bệnh mãn tính và béo phì.